Chào chị các bạn. Khi chị các bạn đã hình dung ra bức tranh công việc khi chúng ta đến với Oriflame, chúng ta sẽ làm hai cái công việc. Thứ nhất đó là các bạn sẽ học cách bán lẻ 1,5 triệu đến 3 triệu để hoàn thành cái doanh số cá nhân. Bán lẻ đó là 1 cho đến 200 VP để chúng ta có thể tối ưu hóa về chương trình quà của Oriflame. Thì trong video ngày hôm nay thì bác sẽ chia sẻ với anh chị các bạn 6 cái phương pháp để giúp cho anh chị các bạn có thể dễ dàng hoàn thành cái doanh số bán lẻ 1,5 triệu cho đến 3 triệu chỉ trong vòng từ 3 cho đến 5 ngày khi anh chị các bạn bắt đầu hành trình để chinh phục cái sự thành công với Oriflame. Và cái bí quyết đầu tiên, cái phương pháp đầu tiên để giúp cho anh chị các bạn có thể tự tin bán sản phẩm hiệu quả, đó chính là anh chị các bạn hãy cho mình cơ hội trở thành một khách hàng dễ tính với chính mình. Tại sao bác lại nói rằng là chúng ta phải là khách hàng dễ tính đầu tiên với chính mình? Bởi vì các bạn biết rằng là khi bản thân anh chị và các bạn cũng như là người thân của mình sử dụng những sản phẩm của Oriflame, có thể những sản phẩm dành cho tóc, cho da, cho toàn thân, cho chân, cho tay, thậm chí sản phẩm về wellness cho cơ thể, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái chất lượng sản phẩm. Thông thường thì chúng ta chỉ có thể chia sẻ một cách tự tin nhất khi chúng ta thực sự tin và chúng ta yêu thích sản phẩm. Vì vậy, khi các bạn lựa chọn mình là khách hàng dễ tính cho chính mình thì đó chính là cái bí quyết đầu tiên để giúp các bạn có được một cái nguồn doanh số cho cá nhân mình. Mà điều tuyệt vời là khi các bạn trở thành khách hàng của Oriflame thì chúng ta đã được quyền mua giá gốc từ công ty giảm giá 23% so với giá niêm yết trên cuốn catalog này, cũng như là các bạn được tích điểm để mình có được cái chương trình quà mà Oriflame dành tặng cho các bạn tư viên khi các bạn quyết định hợp tác và thử sức với Oriflame. Thì đó là phương pháp đầu tiên mà bác muốn các bạn có thể lựa chọn. Và phương pháp thứ hai mà các bạn có thể lựa chọn, bác gọi là phương pháp mở hàng lấy may. Và đó là một cái phương pháp mà trong công việc kinh doanh Oriflame bác gọi là phương pháp bán hàng tiền tỷ. Tại sao nó lại là một phương pháp tuyệt vời? Bởi vì các bạn cứ hình dung một điều rất là đơn giản. Khi bản thân bạn hay gia đình các bạn làm về kinh doanh truyền thống, chúng ta mở cửa hàng về ăn uống, về thời trang, kinh doanh bất kể một cái dịch vụ, thì chúng ta thường sẽ chọn một cái ngày để khai trương. Và thông thường cái ngày khai trương đó, chúng ta thường có xu hướng sẽ lên cái danh sách mời họ hàng, bạn bè, những người thân thích đến dự cái lễ khai trương, và cũng sẽ trở thành khách hàng đầu tiên cho cửa hàng của chúng ta để chúng ta có thể mua máy bán đắt. Và đó chính là cái định hướng mà thông thường trong kinh doanh nói chung thì chúng ta thường áp dụng cái phương pháp gọi là mở hàng lấy may. Vì vậy mà trong Oriflame, khi chúng ta đến với công việc kinh doanh online Oriflame với thương hiệu mỹ phẩm Oriflame thì chúng ta cũng sẽ chọn ra một cái ngày, đó là chúng ta khởi đầu công việc kinh doanh online, thì chúng ta sẽ chọn ra trong danh sách mối quan hệ gần gũi và thân thiết của mình từ 5 cho đến 10 mối quan hệ, có thể là họ hàng, có thể là những người bạn thân, có thể sẽ là những người đồng nghiệp. Các bạn sẽ chọn ra những mối quan hệ như vậy. Và trong công việc kinh doanh ở Oriflame thì bác cùng với hệ thống bảo trợ sẽ có những cái kịch bản tiếp cận để bạn có thể alo, để bạn có thể chat với bạn bè của mình, để có thể là nhờ bạn bè của mình dựa trên cái nhu cầu cần sử dụng thì có thể giúp các bạn mở hàng những cái sản phẩm thực sự rất là dễ dùng dựa trên cuốn catalog hàng tháng. Và thông thường những anh chị và các bạn áp dụng đúng cái kịch bản mở hàng lấy may thì bác thấy rằng là thông thường chỉ sau từ 3 đến 5 mối quan hệ thân thiết mà bạn kết nối thì các bạn thấy rằng là các bạn đã dễ dàng có được đơn đặt hàng từ 300 đến 500 nghìn, thậm chí
có thể làm đơn hàng 1-2 triệu chỉ nhờ một cái phương pháp, đó là phương pháp mở hàng lấy may. Và các bạn hoàn toàn yên tâm là chúng ta đã có sẵn các cái kịch bản để các bạn có thể kết nối, bạn có thể gọi điện, bạn có thể chat với bạn bè, người thân của mình. Và phương pháp thứ ba mà các bạn có thể áp dụng, đó là bạn chọn ra 5-10 người bạn mà bạn có cái sự kết nối. Đó có thể là đồng nghiệp, đó có thể là bạn bè, đó có thể đó là những người họ hàng, những người thân của bạn. Bạn có thể hỏi về cái nhu cầu hiện tại và trong cái tháng hiện tại. Mọi người có nhu cầu tặng quà nhân ngày lễ, ngày Tết, ngày sinh nhật cho ai đó không? Và cái nhu cầu tặng quà đó là sản phẩm hay món quà bao nhiêu tiền? Thì bạn có thể chia sẻ với bạn mình rằng là gì? Mình đang làm cho một cái trung tâm tặng quà với những sản phẩm nhập khẩu từ Thụy Điển, có thể làm quà cho tất cả các đối tượng. Và nếu như bạn có nhu cầu tặng quà thì mình sẽ giúp tư vấn cho bạn một bộ sản phẩm phù hợp để bạn có thể tặng quà cho những mối quan hệ xung quanh mình. Và với cái phương pháp gợi mở cái nhu cầu tặng quà này thì các bạn cũng dễ dàng có thêm những đơn đặt hàng dựa trên cái nhu cầu tặng quà của mối quan hệ xung quanh mình. Mà các bạn biết được rằng là có rất nhiều mối quan hệ xung quanh chúng ta, đặc biệt là các bạn nam giới giống như bạn, thì mọi người rất ngại cái việc đi chọn quà. Vì vậy nếu như có một ai đó giúp hỗ trợ tư vấn và chọn cho những món quà phù hợp và lại gói quà để giúp hỗ trợ tặng quà, thì chúng ta thấy rằng là mọi người sẽ dễ dàng đón nhận và lựa chọn dịch vụ của chúng ta. Và với cái lựa chọn tặng quà này thì bạn lại có thêm được một khách hàng, đó chính là cái người được nhận quà. Thì sau đó bạn có thể xin số điện thoại để bạn kết nối, để bạn tư vấn về cách sử dụng. Thì ngay sau đó, trong thời gian tới, thì bạn lại có thêm một khách hàng, đó là người được tặng quà. Thì đó là phương pháp thứ ba. Và phương pháp thứ tư, và đó là bí mật thứ tư để giúp các bạn dễ dàng bán hàng, đó là trong các mối quan hệ người thân, người quen của bạn, nếu như bạn thấy có những cái mối quan hệ của mình gặp những vấn đề về nám, về nhân da, gặp những vấn đề về sức khỏe và cũng muốn tìm những sản phẩm dành cho bản thân, cho gia đình, đó là những nhãn hàng uy tín, có chất lượng, thì các bạn có thể hỏi và gợi mở nhu cầu và hỏi han xem rằng khách hàng, những người bạn của mình đã tìm hiểu về cái vấn đề đặc trị, cái vấn đề mình đang gặp phải hay chưa. Và nếu như anh chị và các bạn thực sự quan tâm, muốn cải thiện nó, thì mình có thể giúp anh chị các bạn kết nối với chuyên gia của công ty, của thương hiệu của Thụy Điển, có thể giúp mọi người tư vấn, giải quyết cái vấn đề mình đang gặp phải. Và với cái cách mà các bạn áp dụng phương pháp thứ tư này, đó là các bạn kết nối với các mối quan hệ các bạn để tìm ra vấn đề, tìm ra nhu cầu, và bạn nhờ những trưởng nhóm có kinh nghiệm giống như bác, giống như anh chị đi trước các bạn, thì sẽ giúp các bạn dễ dàng tư vấn dựa trên niềm tin của bạn với mối quan hệ của bạn, cũng như là kinh nghiệm, kiến thức, sự tự tin của bạn, của hệ thống bảo trợ có kinh nghiệm, thì cũng sẽ rất dễ dàng để giúp các bạn chốt được đơn đặt hàng từ những khách hàng mà đang có vấn đề cần cải thiện. Thì đó là phương pháp thứ tư. Và một phương pháp tiếp theo, đó là phương pháp thứ năm mà anh chị các bạn có thể áp dụng, đó là anh chị các bạn có thể là thông qua những cuốn catalog giấy này. Và lời khuyên của bác dành cho những anh chị các bạn muốn bán hàng một cách dễ dàng, mỗi một tháng anh chị các bạn phải đầu tư ra 5 đến 10 cuốn catalog giấy hàng tháng này, để sau đó thông qua những mối quan hệ gần cận, đó là bạn bè, đó là người thân, làm trong những cơ quan, công sở nhiều nữ, ví dụ như là công ty may này, khách sạn này, ngân hàng này, rồi trường học, thì các bạn có thể nhờ người thân của mình mang những cuốn catalog này đến cơ quan của mình và chia sẻ cho những mối quan hệ xung quanh, để nếu như mọi người có nhu cầu quan tâm thì có thể giới thiệu giúp cho mình. Hoặc đó là những mối quan hệ mà họ đang làm trong ngành làm đẹp, trong ngành trang điểm, trong ngành thời trang, thì đó là những mối quan hệ mà có cơ hội tiếp cận những mối quan hệ cực kỳ tiềm năng. Thì các bạn có thể áp dụng phương pháp thứ năm này thông qua những cuốn catalog giấy hàng tháng, thì các bạn cũng sẽ dễ dàng có thêm những đơn hàng
chủ động từ những mối quan hệ gần cận của mình. Và một phương pháp tiếp theo, và đó là phương pháp thứ 6, đó là phương pháp mà các bạn luôn mang theo những cuốn catalog bên mình và mang theo những sản phẩm dễ dùng như là nước hoa này, rồi wellness này, rồi là những sản phẩm về trang điểm, luôn mang theo bên mình. Và trong quá trình đi mua sắm, đi học, đi chơi, đi về quê, đi họp lớp, đi giao tiếp mọi người, thì các bạn luôn có thói quen quan sát, làm quen, gợi mở, hỏi nhu cầu mọi người. Và nếu như mọi người quan tâm, có thể cho trải nghiệm thử sản phẩm của mình và gửi catalog, thì các bạn cực kỳ dễ dàng có thể bán và truyền cảm hứng về sản phẩm tới những mối quan hệ xung quanh mình. Và với 6 cái phương pháp mà bác chia sẻ ở trên, và trong quá trình tiếp cận, các bạn lưu tâm cho bác 2 điều. Cái khó nhất trong lĩnh vực bán hàng của một người mới, đó là các bạn vượt qua nỗi sợ, nỗi ngại của những lời từ chối, và các bạn dám làm, thì các bạn sẽ thấy rằng hiệu quả sẽ đến một cách bất ngờ của anh chị các bạn. Và điều thứ hai, đó là các bạn dần tìm hiểu những kiến thức về sản phẩm, về giao tiếp thông qua các lớp đào tạo của bác và công ty và anh chị trưởng nhóm, thì các bạn cực kỳ dễ dàng, chỉ trong vòng từ 3 đến 5 ngày các bạn đã có thể hoàn thành cái doanh số bán lẻ 1 đến 200 VP ạ.